Cảm ơn mọi người và xin mời các anh chị sẽ tiếp tục tác nghiệp trong vòng 30 phút. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Còn nữa nghe thằng ngoài nghe. Nhưng mà anh lấy cảm xúc từ đâu đi vậy? Cảm xúc của tôi cho nó dễ. Không cần lấy cảm xúc. Tại vì Tiền Giang cái giai đó không phải là con người Tiền Giang. Cho nên hai người nhìn nhau và thoại những cái câu mà bắt buộc phải thoại. Là mình không được khóc. Quy định của trường Giang với Quang Huy là đừng cho em khóc chỗ này, Quang Huy đúng, không được khóc. Cái chỗ này không được khóc, mặc dù này kinh khủng nhưng mà để phong đoạn tiếp theo khóc. Nhưng mà không được. Nếu anh cũng không được khóc. Hai người nhìn nhau. Mặt cặn mật như này, mặt cặn mật như này, nhìn nhau. Không được khóc nha. Chỉ giữ trong này thôi. Giữ im mà không được chạy. Nhưng mà ra à, kể luôn hả? Quyền chữ. Có một cái cảnh mà mình ra cái chỗ cái mộ của mẹ. Là mình muốn là giọt nước mắt một giọt thôi. Quang Huy ok. Và cuối cùng là mình diễn đâu 5-7 lần thì cái giọt nước mắt nó đúng vào cái thời điểm mình mong muốn. Phim này cực. Phim này thiệt. Khi mà tôi phải lãnh nhiều tiền lắm mới bù lại cái sức của tôi. Nhưng mà cuối cùng biết là phim đâu nhiều tiền. Đi một phim 4-5 tháng trời. Tính luôn bà trước một tháng rồi sau này hậu kỳ nó là gần 1 năm trời mất vì cái phim này. Cho nên là phim này phải nhiều tiền lắm mới bù lại cái sức của mình. Cực mà. Cực. Và nghĩ là khán giả sẽ hài lòng. Bài diễn cũng như là cái cách đầu tư bài diễn của Giang ấy thì cảm thấy như là khi mà từ khi mà Giang làm cha thì có một cái sự đầm hơn và suy nghĩ nó sâu sắc nhiều hơn. Nghĩa trước nó cũng sâu sắc nhưng mà ai cũng vậy thôi, chứ phải mình cũng cả thế giới sẽ vậy khi mình bước lên một cái chức danh mới. Đang me lần lần lấn qua hỏi con đúng không? Mấy bà cũng biết quá. Tự hỏi vô rồi sắp tới tên con gì rồi ăn uống sao rồi. Đó lông mi chứ. Xè luôn anh. Không. Xè một chút xíu đi. Thôi để cho con tôi nó sống như 30 đi. Thiệt á, cho nó một mảnh đời riêng đi. Nói ra nói thì biết sự thay đổi khi làm cha. Lắm. Chăm sóc. Ở đây ai làm cha rồi? Chưa. Sướng lắm. Trước khi mình có con á thì bạn bè mình nói rằng con nó sẽ dạy đến vậy, mình nói tụi bay hư cấu, tụi bay bị bệnh về não. Đúng là có con nó sướng thiệt nhưng mà tụi bay nói quá. Thì sau đó mình có con rồi mình thấy à người bị bệnh về não là mình. Nó đã lắm, nó tuyệt vời. Nó tuyệt vời lắm, nó tuyệt vời lắm. Sau khi Trường Giang có, sau khi những người bạn của Trường Giang và vợ nhìn thấy con mình thì tất cả đều muốn lấy chồng, lấy vợ ngay và đẻ con. Tức là đã lắm. Nó cái sự hồi nãy đi là đi trễ là vì đó. Ba không cho đi à, buông ba ra cái bước. Đã lắm. Thôi đừng hỏi thêm nữa. Anh em này cũng mọi người cũng biết nhưng mình chọn cái tên Bàn Bạc Văn Khoa và phim Tết năm nay chắc chắn là sẽ có sự so sánh tranh cãi với đàn của phim Tết vừa rồi cho thành công. Vậy tại sao muốn chọn tên Bạc Văn Khoa và cái vai này trong năm nay? À là sao? Là sao? Tức là vì Bạc Văn Khoa thành công với phim Trấn Thành Tết này không thì lại chọn phim Tết 2020 Bạc Văn Khoa nữa thì rất dễ so sánh và với Bạc Văn Khoa. Tại vì vai này á phải là Khoa phải không? Chứ còn diễn viên nhiều mà. Dạ, ra nhà vô diễn không? Thì kịch bản hay là đóng hết. Hỏi gì nữa không? Muốn hỏi thêm Giang về cái chuyện mà cái sự thay đổi khi làm cha mà Giang nói nó rất là tuyệt vời, không thể tưởng tượng được á. Thì có con thể chưa? Thể có chồng tại chưa? Tại vì cái sự không hỏi thì có chồng chưa? Có rồi, nhưng mà có con chưa? Mẹ có con chưa? Hắn hỏi thiệt mà. Có con chưa? Về hỏi ông chồng. Ở đây mọi người đều tò mò về Trường Giang. Mỗi người có một cảm xúc khác nhau mà. Thú vị. Thú vị sao chia sẻ chút xíu đi anh. Đây là cái có cái sự thay đổi lớn nhất. Thay đổi lớn nhất là một khóa làm bố nào không anh? Hả? Anh có đi học một khóa làm bố nào không? Không, tôi đâu cần học. Thú vị là cái cách nói á. Cách nói á. Hiểu nhau. Con với mình hiểu nhau. Giờ mình ôm con không ôm vợ, vợ cũng là sắp tới chắc không ôm tôi nữa thì gánh tị lớn, bà vợ thì gánh tị rồi. Buổi tối có hay về cướp dậy trong con không? Có chứ. Nhưng mà vợ chăm hết rồi. Ít lắm mình ít, mình chỉ phục vụ lại mình canh thôi. Canh sợ con ngã con rồi, sợ vợ đè con rồi dạng vậy đó. Mình canh hơi bị lố, hiểu không? Vậy đó, nói chung là hay lắm, đã lắm. Vậy là trong gia đình là Giang là những người mà chiều con hơn là Nhã Phương đó. Không, đâu có chiều gì đâu, cũng bình thường thôi hả? Cho mắc cổ rồi, cái chuyện ăn hết trơn. Chứ không phải như giờ, à sợ con nó bị này bị không.
tôi là tôi cho con tôi giống như tôi hồi xưa vậy đó, xưa có gì đâu ăn, mò gì được ăn, kiếm gì được ăn đấy chứ. Nói chung là vậy, nói chung là con nó làm cho hai vợ chồng gắn kết nhiều hơn nhiều, nó làm cho hai vợ chồng mình hy sinh nhiều hơn. Rồi trong cái thời gian hai vợ chồng cũng trong cuộc sống gia đình mà lúc nào nó cũng có cái gọi chi tiết ở nhau thì dạ phải chia sẻ cách là chi tiết ở nhau không chi tiết hai vợ chồng từ khi có con cái vì cái tình thương của con nó bao la quá cho nên hai vợ chồng tự thương nhau dữ dội hơn ngày xưa. Cái gì cũng anh vợ đó sao ờ vậy đi em vợ đó sao giờ vậy đi, cái này vợ tôi cũng dễ lắm, tôi làm gì cũng được, miễn sao đưa bà ký tên là được thiệt, cái gì cũng được, anh muốn làm gì khi nào cần em ký thì em đăng ký tên, tức là của bà đó. Vợ thì trong cuộc sống riêng gia đình thì ăn uống thì Giang ăn uống thì lo từ hai vợ chồng sẽ tự nấu ở nhà, rảnh là nấu ăn thôi mà, nấu ăn cho vợ, cho ăn cho chồng, ăn cho con, ít ăn ngoài đó. Mình chỉ có thời gian chăm sóc bé như thế nào anh? Thì bao nhà thôi, sáng trưa chiều tối. Hai người rất là mệt. Thì canh. Ví dụ như mình đi nhiều thì vợ phải ở nhà nhiều. Bây giờ vợ đi nhiều thì mình phải sắp xếp cho mình ở nhà nhiều. Canh qua canh lại vậy đó. Đi đâu em ơi? Nha. Nói chung là ý ông nói là đừng chia sẻ rồi đó. Nói chung là có con thì hai chồng thông minh hẳn ra. Mình không nổi tiếng thì ai chăm soi mình, đúng chưa? Vì mình đang nổi tiếng người ta mới chăm soi mình chứ, mà thử coi Trường Giang mai biết thì cũng mai đụng đâu, Giả Phương người ta biết cũng mai đụng đâu, cho nên người ta chăm soi là vì mình nổi tiếng và mình là người công chúng nên mình phải chấp nhận điều đó. Mình là người công chúng nhận cái việc người ta chăm soi mình, chỉ có những người chăm soi thái quá thì mình cách ly tí thôi, chứ còn người ta mình không nổi tiếng thì ai mà chăm soi mình, cho nên là người ta chăm soi là chuyện đương nhiên, đó là công việc chén cơm của họ. Còn cái công việc của mình là mình giấu đi những điều mình không muốn người ta chăm soi vậy thôi. Còn khi có trời ơi, cái sự hạnh phúc khi mà biết hai vợ chồng biết có con hạnh phúc khủng khiếp lắm. Cái sự đó sẽ kể vào ngày premiere. Từ cái giai đoạn bắt đầu có cho đến tập tiếp theo kính thưa sẽ kể về câu chuyện từ khi có con đến khi sinh con. Không, mới bây giờ tập 1 thì mình kể từ khi phát hiện đi. Bây giờ premiere thì mình sẽ kể cái việc đi đẻ anh. Không. Đi. Trời ơi, thì đó, tôi nói là cái câu chuyện ngang của vợ tôi là một câu chuyện động trời nữa. Sẽ kể một ngày vui mới. Trời ơi, bạn nghe, bạn nghe hấp dẫn lắm. Sao giờ tiết lộ chuyện nghe anh nha. Ừ. Bao lâu tôi đâu trời. Có hoa anh con rồi.